Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Ở tập trước, Tiêu Viêm đã tiến tới cổ tộc gặp được Linh Tuyền. Sau khi đánh bại Linh Tuyền, Tiêu Viêm tiến vào trong cổ tộc. Chúng ta sẽ tới nội dung của đột phá thương khung phần 6 tập 51. Tiêu Viêm và đoàn người của anh tiến vào cổ Thánh Thành, một thành phố cổ kính và nhộn nhịp. Họ dự định nghỉ ngơi tại chỗ ở của cổ tộc trong thành trong khi chờ đợi 3 ngày để cổng không gian mở ra để vào cổ giới. Sau khi vào trung tâm thành phố và tìm thấy nơi nghỉ ngơi, mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Trên một đỉnh núi Huân Nhi, một tiên nữ tuyệt sắc nhận được tin Tiêu Viêm đã đến cổ Thánh Thành. Cô rất là vui mừng và tự tin vào thực lực cũng như là tình cảm của Tiêu Viêm. Huân Nhi đã từng tuyên bố về mối quan hệ của mình với Tiêu Viêm trong hội nghị trưởng lão cổ tộc, gây ra sự phản đối và ghen tị từ những thiên tài trẻ tuổi khác ở trong tộc. Điều này đã khiến Tiêu Viêm đối mặt với nhiều địch ý và thử thách khi mà đến cổ Thánh Thành. Huân Nhi tin tưởng rằng tình yêu của bọn họ sẽ vượt qua mọi khó khăn, bất chấp sự phản đối từ những người khác. Sáng ngày hôm sau, khi mà Tiêu Viêm đang tu luyện thì cảm nhận được ánh mặt trời chiếu vào và mở mắt, cảm nhận năng lượng linh hồn thẩm thấu vào trong cơ thể. Anh nhận thấy tu luyện thái nhất hồn quyết giúp tiến bộ nhanh chóng. Sau đó, Tiêu Viêm cùng với nhóm tiểu y tiên rời phòng, đi dạo bên trong trang viên đông đúc với nhiều cường giả. Họ đến một tiểu lâu lớn, nơi đang có hai người giao đấu trên đài. Tiêu Viêm không bị thu hút bởi trận đấu mà tập trung tìm hiểu thông tin về Hắc Yên Quân, lực lượng mạnh mẽ của cổ tộc. Qua tiểu y tiên và thiên hỏa tôn giả, Tiêu Viêm biết được Hắc Yên Quân tuyển chọn cực kỳ là khắt khe và có các thống lĩnh mạnh mẽ, trong đó Linh Tuyền chỉ xếp thứ 7. Tiêu Y Tiên tiết lộ rằng Tiêu Viêm đang bị coi là tình địch số 1 trong mắt các thiên tài trẻ tuổi của cổ tộc do mối quan hệ với Huân Nhi. Việc Huân Nhi công khai thừa nhận quan hệ của họ đã khiến nhiều người ở trong cổ tộc đố kỵ và xem Tiêu Viêm là đối thủ cần loại bỏ. Những thống lĩnh và các thiên tài ở trong cổ tộc, đặc biệt là tứ đại đồ thống, sẽ là những thách thức lớn cho Tiêu Viêm khi mà anh vào cổ giới. Tiêu Viêm nhận ra sự nghiêm trọng khi mà đối mặt với những thiên tài trong cổ tộc. Mặc dù đạt được thành tựu cao ở Trung Châu, thế nhưng ở trong cổ tộc anh vẫn chưa đủ nổi bật. Tứ đại đồ thống của Hắc Yên Quân được xem là những thiên tài hàng đầu, có thể sánh ngang với các cường giả mạnh nhất của Hồn Điện, làm Tiêu Viêm cảm thấy áp lực. Tiêu Y Tiên nhắc nhở anh phải chú ý đến những đồ thống này vì họ xem anh là đối thủ tiềm năng sau mối quan hệ với Huân Nhi. Thiên Hỏa Tôn giả an ủi rằng huyết mạch đấu đế chỉ thuận lợi đến cảnh giới đấu thánh và Tiêu Viêm có thể vượt qua họ nếu đạt được cảnh giới này. Khi cả nhóm đang trò chuyện, Tiêu Viêm bị hai người lạ mặt theo dõi, một trong số đó chính là Tam thống lĩnh Hắc Yên Quân Dương Hạo. Đã lên tiếng mời Tiêu Viêm lên đài luận bàn, khiến Tiêu Viêm nhận ra mình bị tính toán và phải đối mặt với thử thách ngay lập tức. Khi mà Dương Hạo, Tam thống lĩnh Hắc Yên Quân mời Tiêu Viêm lên đài luận bàn, không khí ở trong tử quán trở nên im lặng và căng thẳng. Tiêu Viêm nhận ra sự thách đấu bất ngờ này nhằm làm mất mặt của anh trước công chúng, thế nhưng anh quyết định không lùi bước. Mặc dù biết rằng nếu thua điều này có thể ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của mình vốn nhi, Tiêu Viêm vẫn đứng dậy chấp nhận lời mời. Cuộc chiến bắt đầu khi mà Dương Hạo tấn công mạnh mẽ với đấu khí bùng phát. Tiêu Viêm lùi lại một cách điều luyện, tránh được đòn tấn công đầu tiên. Dương Hạo tiếp tục sử dụng đấu kỹ cao cấp của mình, thế nhưng Tiêu Viêm bình tĩnh đối phó. Khả năng di chuyển và né tránh của Tiêu Viêm khiến Dương Hạo kinh ngạc, thế nhưng hắn không ngừng tấn công với những kỹ năng mạnh mẽ hơn. Cuộc chiến giữa hai người trẻ tuổi kia xuân thú sự chú ý của ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, tạo nên một không khí căng thẳng và đầy kịch tính. Tiêu Viêm đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ của Dương Hạo mà vẫn giữ được bình tĩnh, sử dụng linh hồn lực lượng vượt trội để né tránh và phản công chính xác. Dù Dương Hạo liên tục tung ra các đòn tấn công mạnh mẽ và đấu kỹ cao cấp, Tiêu Viêm vẫn không hề bị tổn thương. Cuối cùng Dương Hạo quyết định sử dụng Đế Ân Quyết, thế nhưng Tiêu Viêm dễ dàng phá vỡ nó bằng một chiêu đơn giản. Trong trận đấu, Tiêu Viêm không chỉ đánh bại Dương Hạo mà còn làm gã mất mặt trước công chúng. Trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo về Tiêu Viêm, nhận được sự ngưỡng mộ và tán thưởng từ khán giả. Dương Hạo bị Tiêu Viêm đánh bại một cách dễ dàng. Dù Dương Hạo có thực lực ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong và nhiều đấu kỹ cao giai, Linh Tuyền và ngũ thống lĩnh kinh ngạc không ngờ Tiêu Viêm mạnh như vậy. Dương Hạo bị thương nặng và nhục nhã không chấp nhận thất bại và tiếp tục tấn công Tiêu Viêm, thế nhưng lại bị đánh bay thêm một lần nữa. Trong khi đó, những người quan sát bao gồm cả một nhóm 4 người với một nữ tử tên là Hỏa Trĩ cũng bàn luận về sức mạnh của Tiêu Viêm và tự sự đại của Dương Hạo. Dương Hạo bị ngăn lại bởi một tiếng quát lạnh lẽo từ nhị thống lĩnh Lâm Hổ, người xuất hiện với dáng vẻ uy nghi và khí tức mạnh mẽ. Lâm Hổ trách móc Dương Hạo vì làm mất mặt cổ tộc và sau đó thách đấu với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đồng ý đối chiến, thế nhưng trước khi trận đấu diễn ra, Cổ Tốn trưởng lão can thiệp trách mắng Lâm Hổ vì gây rối và yêu cầu tất cả lùi xuống. Lâm Hổ cảnh báo Tiêu Viêm trước khi rời đi. Cổ Tốn cảnh báo Tiêu Viêm rằng tương lai sẽ gặp nhiều rắc rối. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Tiêu Viêm nhận ra một nữ tử bí ẩn của Viêm tộc đang chú ý đến chính mình. Ánh mắt của Tiêu Viêm và nữ tử áo đỏ gặp nhau, tạo ra một sức nóng dữ dội đến mức không gian xung quanh bị đốt cháy. Di hòa của cả hai làm nổ mạnh một không gian nhỏ, thiêu hủy một chiếc bàn thành tro tàn.
Tiêu Viêm cảm nhận được sự mạnh mẽ của dị hỏa từ nữ tử áo đỏ và quyết định không gây thêm rắc rối. Sau đó Tiêu Viêm rời đi cùng với đồng đội. Nhóm người của nữ tử áo đỏ bao gồm cả Hỏa Chỉ bàn luận về sức mạnh của Tiêu Viêm và sự kiện thiên mộ sắp diễn ra. Trên đường về, Tiểu Y Thiên lo lắng về sự thù địch từ bát đại thống lĩnh và đặc biệt là tứ đại đô thống của cổ tộc, những người có tiềm năng trở thành Hắc Yên Vương. Tiêu Viêm tự tin rằng anh sẽ vượt qua mọi thử thách sắp tới. Tiêu Viêm phát hiện ra ba kẻ áo đen xuất hiện trong rừng, trong đó có một kẻ là thủ lĩnh thuộc hồn điện. Thủ lĩnh này không có định tấn công, chỉ muốn nhắc nhở về sự suy tàn của Tiêu tộc và đe dọa Tiêu Viêm về số phận tương tự Tiêu Huyền. Tiêu Y Thiên tấn công, thế nhưng bị ngăn chặn bởi hai kẻ áo đen khác. Sau khi cảnh báo, thủ lĩnh áo đen Hồn Nhai, người từng tấn công Tiêu Huyền rời đi, để lại lời đe dọa rằng số phận của Tiêu Viêm cũng sẽ giống Tiêu Huyền. Tiêu Viêm quyết tâm trả thù cho tổ tiên, mang theo sát ý mãnh liệt. 3 ngày chờ đợi trôi qua, nhóm Tiêu Viêm không ra ngoài và không gặp lại đám người Lâm Hủ nữa. Sau khi Hồn Nhai xuất hiện, Tiêu Viêm tập trung suy nghĩ về hắn, người có địa vị cao trong hồn tộc. Tiêu Viêm dự đoán Hồn Nhai có thực lực mạnh mẽ và mang theo hai cường giả Thất Tình Đấu Tôn bảo vệ. Mặc dù kiêng kỵ, Tiêu Viêm quyết định sẽ đối đầu với Hồn Nhai nếu cần thiết. Vào sáng ngày thứ 3, toàn cổ thánh thành trở nên náo nhiệt khi mà cổ giới mở ra. Nhóm Tiêu Viêm chuẩn bị và đi đến trung tâm của thành phố, nơi có một hồ nước khổng lồ và sâu thẳm. Cổ Tốn trưởng lão cảnh báo mọi người về nguy hiểm trong cổ giới và khuyên họ không nên quấy rầy hậu đại của cổ tộc. Sau đó hồ nước nổi sóng và một cột sáng chói bắn lên, tạo ra một thông đạo không gian đen kịt dẫn đến cổ giới. Cổ Tốn mời mọi người tiến vào thông đạo để bắt đầu hành trình khám phá cổ giới. Khi mà Cổ Tốn cất cao giọng nói, những người xung quanh lập tức tiến về phía cánh cửa không gian lớn. Đám đông tò mò tiến vào không gian đại môn và nó hấp thụ họ một cách vô tận. Nhóm Tiêu Viêm cũng tiến vào sau khi thấy không có điều gì đó bất thường. Trên đường thì đến cửa không gian, nhóm của Tiêu Viêm gặp Lâm Hồ, người đã cố gắng cản đường họ. Trong cuồng va chạm ngắn, Tiêu Viêm đã chiến thắng, làm Lâm Hồ lùi lại và chấn thương. Tiêu Viêm tiếp tục tiến vào không gian đại môn, trong khi Lâm Hồ tức giận và thề sẽ trả thù Tiêu Viêm ở bên trong cổ giới. Sau khi Tiêu Viêm biến mất, Lâm Hồ phát hiện ra ngọn lửa mà Tiêu Viêm để lại trong cơ thể của mình gây tổn thương nặng nề. Lâm Hồ càng tức giận, quyết tâm sẽ trả thù Tiêu Viêm và tin rằng sẽ có nhiều người khác trong cổ giới muốn đối phó với Tiêu Viêm. Trên bầu trời rộng lớn, cánh cửa không gian tối đen hiện ra, đưa đoàn người Tiêu Viêm đến cổ giới. Nơi này tràn ngập năng lượng thiên địa, khiến họ kinh ngạc và thán phục. Bất ngờ thì 10 chiếc phi thuyền chiến thuyền xuất hiện ra từ xa, tạo ra cảnh tượng hoành tráng. Khi mà thuyền đến, mọi người được mời lên và cảm nhận được sự khổng lồ của chiến thuyền cùng sự nghiêm ngặt của Hắc Yên quân bảo vệ. Tiêu Viêm ngạc nhiên trước khả năng xuyên qua không gian của chiến thuyền. Một nam tử áo trắng hỏa huyễn xuất hiện với giới thiệu về toa không chu, một loại chiến thuyền tốc độ cao truyền thừa từ thời viễn cổ. Tiêu Viêm cảm ơn và biết hỏa huyễn là người của Viêm tộc. Cuối cùng thì hỏa huyễn hỏi Tiêu Viêm về việc đến cổ giới có liên quan đến thiên mộ hay không. Tiêu Viêm bất ngờ khi mà nghe về thiên mộ, một nơi chứa mộ phần của các cường giả viễn cổ, bao gồm tổ tiên Tiêu Huyền. Thiên mộ có năng lượng dày đặc và thời gian bên trong chậm hơn so với ngoại giới, giúp tăng tiềm thực lực tăng nhanh chóng. Hỏa huyễn giải thích rằng thiên mộ mở mỗi 20 năm, cho phép các thành viên viễn cổ bát tộc vào bên trong tu luyện 3 năm, tương đương nửa năm ở ngoại giới. Tiêu Viêm cảm ơn Hỏa Huyễn vì thông tin quý giá. Hỏa Huyễn cũng cảnh báo về các đối thủ tiềm năng, đặc biệt là người của hồn tộc và dược tộc, trong đó có dược tinh cực, một luyện dược sư bát phẩm trung cấp. Tiêu Viêm hiểu rằng cần phải cẩn thận và chuẩn bị cho những thách thức sắp tới. Vậy là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ở bật nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.